Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn biết sơ qua về login cell và nên login cell. Thì cái login cell này đây, login cell và nên login cell. Đó, hai cái này. Thì thông qua hai cái này thì các bạn có thể phân biệt được file bash profile và file bash OC và file profile nó khác nhau chỗ nào. Ok, thì mình nói giới thiệu sơ qua về login cell trước. Thì login cell nó là một cái quá trình được hệ thống thực thi khi mà bạn đăng nhập vào máy tính. Thì khi mà bạn đăng nhập một phát là nó sẽ thực thi một số file. Thì quá trình đó gọi là login cell. Thì để cái mô tả cái vấn đề này á, thì mình sẽ dùng máy ảo. Nhưng mà máy ảo thì nó có một số bất lợi á, cho nên mình sẽ kết nối máy ảo thông qua máy chủ của mình. Mình kết nối qua Ethernet nha. Các bạn có thể bỏ qua cái phần này các bạn không cần quan tâm đâu. Cái này mình chỉ kết nối với máy ảo thôi. Ok. Thì đây là cái máy ảo. Thực chất đây là máy ảo nè, tại vì máy này máy ảo nè, nhưng mà kết nối qua máy chủ để cho các bạn có thể dễ nhìn thấy á. Giờ mình liệt kê file này, thì đây là cái file ở trong máy ảo nha, máy ảo này nè. Ok, thì đầu tiên mình về login cell đúng không? Thì về login cell nó có nhiều file, nhưng mà các bạn cần quan tâm ba cái file này là file chính nè. Đầu tiên là file etc profile, đây file này. Thì khi mà bạn đăng nhập vào máy tính á, thì máy tính nếu file này có tồn tại thì máy tính sẽ sụp cái file này. Sụp file này có nghĩa là sao? Sụp đây chữ sụp này này, mình đang nói chữ sụp này này. Thì sụp file này có nghĩa là sao? Tức là máy tính đọc cái file này và thực thi tất cả các câu lệnh ở trong file này. Mình giả sử nhé, giả sử mình tạo một cái file nha, tên là t, mình viết nó là echo hello, rồi xong rồi mình sụp này, mình viết chữ sụp này, sụp cái file này thì nó ra chữ hello này. Tức là sao? Tức là nó chạy cái câu lệnh echo ở trong file này á, này nó sẽ in ra hello. Thì đó là cái ý nghĩa của chữ sụp. Ngoài có hai cách sụp, là một là bạn viết chữ sụp như thế này, hai bạn viết chấm như thế này cũng được. Đó, thì nó như nhau cả. Ok, xóa file này. Thì đầu tiên khi bạn đăng nhập vào máy tính, nó sẽ xuống cái file này và chạy cái câu lệnh trong file này ha. Để minh họa, mình sẽ sửa edit, mình thêm một cái quên mất, chạy sudo mới sửa được. Mình thêm cái câu lệnh echo test etc profile. Như vậy thì khi mà mình xuống, khi mà xuống file đó thì nó sẽ in ra dòng test etc profile không? Thì bây giờ mình thoát, mình đăng xuất ra cái máy ảo nè, mình đăng xuất xong rồi mình đăng nhập lại nè. Các bạn thấy không? Nó hiện ra dòng này nè. This is etc profile này. Có nghĩa là sao? Tức là cái file profile đó, cái file etc profile này, nó đã được sụp khi mà bạn login vào máy. Thì đây là điều chứng minh cái điều đó là đúng. Ok, thì sau khi sụp cái file này, thì nếu trong máy của chân file chân thư một khu của bạn nó có tồn tại file này, file.bash gạch dưới profile, thì tiếp theo đó nó sẽ sụp cái file này. Thì bây giờ mình vào file đó nè, file thì ra nội dung file đó, mặc định nội dung nó như thế này. Thì cái dòng này lát nữa mình nói sau. Thì sau khi sụp cái etc profile, nó sẽ sụp file này. Thì để chứng minh cái điều đó, mình thêm câu lệnh echo này. This is
Ok, giờ mình thoát nha, mình thoát ra lại, thoát mấy ảo nè, xong rồi lại đăng nhập lại. Này, các bạn thấy không? TC etc profile, cái này là luôn luôn sụp đầu tiên. Đầu tiên luôn, nếu nó còn nó nếu file này có tồn tại, nó sẽ sụp đầu tiên. Sau đó nó sẽ sụp đến cái file bash.bash.bash.profile ở trong thư mục home của bạn. Tức là cái file file này. Đó. Nó sụp file này. Rồi mình giả sử nhá. Giả sử cái file này không tồn tại thì hệ thống nó sẽ sụp một cái file khác cũng nằm trong thư mục home, thì cái file đó tên là chấm profile. File này chấm profile này, cái file này á, mặc định nó không có nhưng mà bạn có thể tự tạo. Mình bây giờ mình tạo này, chấm profile, mình cho nó là exco đi, profile. Ok, thì giả sử nhé, giả sử mình để luôn cái file này, file bash của file này mình đăng xuất ra, xong đăng nhập lại thì nó chỉ hiện etc profile và bash profile chứ nó không có hiện tsi chấm profile, đúng không? Thì bây giờ mình thử đổi tên cái file bash profile thành profile 1 đi. Đó. Thì đồng nghĩa với việc là trong thư mục home của bạn không còn file này nữa, không còn file chấm bash profile nữa. Đúng không? Cái file này là tên khác rồi, nó không tính đâu. Nó chỉ tính file này thôi. Rồi bây giờ mình đăng xuất ra nè. Mình lại đăng nhập lại. Này. Thì các bạn thấy này, TC etc profile, cái này luôn luôn sụp là khó nói. Rồi nó sụp đến file profile, đúng không? Hồi nãy thì nó không sụp, bây giờ nó lại sụp. Lý do là cái file chấm bash profile nó bị mất, cho nên hệ thống sẽ sụp đến file này thay thế. Các bạn hiểu rồi gì? Đó, thì một một trong hai file này, một là file này hoặc file này sẽ nó sẽ sụp riêng nhau, không bao giờ sụp chung với nhau. Tuy nhiên bạn cũng có thể ép chương trình sụp hai file này cùng lúc. Thì bằng cách như này, bây giờ mình đổi lại cái tên này thành tên ban đầu nha, file một thành chấm profile đó. Thì bây giờ trong thư mục home bạn có hai file rồi, hai file bash profile và file profile. Thông thường thì chỉ một trong hai file này được được sụp thôi, thì cái này sẽ được ưu tiên này, cái này sẽ bỏ, đúng không? Nếu file này tồn tại thì file này sẽ bỏ. Tuy nhiên bạn có thể bắt chương trình sụp cả hai file này cùng cùng lúc bằng cách như sau. Các bạn vào file chấm bash profile, cho bạn thêm cái câu lệnh, thêm cái dòng này chấm s giống một dấu ngẽ gạch chéo chấm profile đóng ngoặc vuông hai dấu bè chấm chéo, chỉ xuống cũng được nha, hoặc chấm cũng được nhưng chấm cho nó ngắn gọn, chấm profile đó. Thì các bạn thấy hai câu lệnh này giống nhau đúng không? Hai câu lệnh khá giống nhau. Hai câu này là khác nhau không? Thì để mình bây giờ mình giải thích câu lệnh này nè. Thì cái cục trước hai dấu vè đó, nó có nghĩa là nếu file này có tồn tại, cái cục này là một cái câu điều kiện. Nếu file này có tồn tại, hai dấu vè này có nghĩa là thì. Còn cái chấm này có nghĩa là sụp, hồi nãy mình nói rồi. Cái này là cái file đó. Thì bây giờ mình ghép lại là nếu cái file này có tồn tại thì sụp cái file đó, đúng không? Chứ giả sử cái file này không tồn tại thì không sụp cái file này. Hai điều kiện này phải, cái điều kiện này phải đúng nè. Cái điều kiện
cái pha này tồn tại thì câu lệnh sau nó mới thực thi. Cái dấu hai dấu bài này có nghĩa là nếu bạn nào học lập trình thì các bạn rất là dễ hiểu được cái này, là nếu điều kiện ban đầu đúng thì mới thực hiện cái câu lệnh sau, còn điều kiện ban đầu mà sai thì không thực hiện cái câu lệnh sau. Đó thì cái này cũng vậy, nếu file profile trong thư mục home dấu ngã này tương đương với thư mục home có tồn tại thì sụp cái file đó, còn không thì thôi. Bây giờ mình xóa đi, mình exit này, đăng nhập lại. Thì bây giờ hả nè, tc etc profile, xong rồi nó hiện tc profile, rồi nó hiện tc bat profile. Lý do vì sao này là nó hiện ra trước cái bat profile thì do nãy mình đặt cái câu lệnh suộc này ở trước cái câu lệnh này, cho nên nó sẽ echo trước cái câu lệnh này đó, hiểu không? Kiểu như vậy. Đó thì ba cái file này đó là ba cái file bạn cần chú ý đối với logging cell. Còn vài file nữa nhưng mà những file đó các bạn không còn quan tâm đâu, chỉ bạn quan tâm ba file này thôi là chính, mà thường là hai file này nè. Còn file này nha, file này các bạn đừng đụng nha, cái file hệ thống. Những file hệ thống các bạn nếu bạn không biết nó là cái gì thì đừng bao giờ đụng vào, đừng sửa cái gì hết. Các bạn chỉ được quyền sửa với những file nào trong thư mục home của bạn thôi, tức là những cái file này đây, tất cả các file này các bạn có quyền được sửa, mà đừng sửa cái file hệ thống. Ok, đúng rồi, hồi nãy mình thấy trong cái file bát profile nó có cái dòng suộc này đúng không, suộc bát proxy này nè. Như vậy giả sử cái bát proxy chính là cái này nè, giả sử mình thêm cái dòng echo this is to bát proxy, bát proxy bát rc nha, mình quên đọc proxy rồi. Thì bạn đã xem, nếu mình thoát ra mình đăng nhập lại nó hiện cái gì? Đầu tiên nó hiện cái này là đúng rồi, nó hiện cái này chắc chắn rồi. Sau đó nó sẽ sụp cái file bat proxy đúng không? Mà sụp cái file proxy nó sẽ in ra cái dòng txt.batproxy. Sau đó nó sụp cái file .profile nó sẽ in ra dòng txt.profile. Rồi nó hiện câu cuối cùng này. Điểm thử nè. Exit. Đăng nhập lại đó, profile etc một file này, bat proxy này, chấm profile này, bat gạch ngang gạch dưới profile này đó. Thì cái ý nghĩa của cái việc này là gì? Đó là bạn có thể chạy hoặc là suộc một cái số file nào đó mà bạn muốn chương trình suộc khi mà bạn đăng nhập vào. Những cái file bash profile, file profile và file etc profile này nó là logging cell, thì tức có nghĩa là chương trình sẽ suộc nó khi bạn đăng nhập vào và chỉ suộc một lần thôi, một lần duy nhất khi bạn đăng nhập vào. Ngoài ra trong quá trình mà sử dụng nó không suộc nữa. Trong quá trình sử dụng nếu bạn muốn suộc nữa thì bạn phải suộc nó bằng tay, bấm chữ suộc này, bấm chấm profile này. Đó thì nó sẽ hiện ra cái dòng lệnh này, thì đây là suộc bằng tay kêu chống cũng được, chấm bash profile đó, thì nó sẽ in ra ba dòng đó. Thì hai cái này là hai cách bạn suộc một file bằng tay, bạn tự suộc. Ok, thì đó là cái phần về logging cell. Bây giờ qua nâng logging cell thì nó bao gồm hai file. Theo mình biết hình như là chỉ có hai file thôi. Đó là một là file này dc.bash.bash.oc đây, cho nên nó thì file này
nó cũng được hệ thống suộc, tuy nhiên nó lại không kiểu như là không suộc khi mà bạn login vào, mà nó suộc khi bạn bật một cái terminal hoặc là reset một cái terminal. Cái file này cũng giống như cái file etc vô file, tức là nếu có tồn tại thì nó luôn luôn được suộc đầu tiên khi mà bạn bật cái terminal lên. Tiếp theo là cái file .bashrc, đây chính là nó. Thì cái file này nó cũng được suộc khi bạn bật một cái terminal hoặc là reset một cái terminal. Thì đó, khi bạn bật một cái terminal thì file này sẽ suộc tiên nếu nó còn tồn tại. Sau đó nó sẽ suộc cái file này. File này trong thư mục home nha. Ok. Thì để chứng minh là nó được suộc khi bạn bật một terminal hoặc reset một terminal thì mình chạy cái dòng lệnh này bash. Khi mình chạy cái dòng lệnh này thì nó sẽ reset cái terminal của bạn. Nó cũng đồng nghĩa với việc bạn tắt cái terminal là bật terminal khác lên đó. Y chang vậy thôi. Mình nhấn enter thì nó sẽ ra dòng tc.bash.file. Như vậy có nghĩa là nó đã suộc cái file này đúng không? Nó đã suộc cái file .bash.oc, tại vì hồi nãy mình có thêm dòng echo mà, echo dòng này vào mà. Đó. Thì cái thông thường nha, thông thường các bạn sẽ thêm một số câu lệnh vào file .bash.oc. Ví dụ mình bỏ dòng này đi. Bình thường có thể các bạn thấy người ta khi mà bật vào terminal lên nó hiện cái logo không? Logo distro của họ và thông tin máy tính á. Thì bây giờ mình thử nè. Bây giờ mình cài đặt new page. Đây là ứng dụng để nó hiện cái logo. Kiểu như bạn chạy new page thì nó hiện cái logo và cái thông tin máy tính. Thì bây giờ bạn sửa cái file bash.oc này, thêm nó là new page, thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi bạn bật terminal lên nó sẽ suộc cái file này, và vì vậy nó sẽ chạy cái dòng lệnh này. Bây giờ mình chạy bash này, đó chỉ bash, mình không chạy new page, nó tự động chạy và nó hiện cái logo này. Thì là đó là cái tác dụng của việc suộc một cái file đó. Thì đó là về non-logging shell. Có một điều lưu ý như thế này, đó là những gì mình nói trong video này nó chỉ áp dụng đối với trường hợp bạn dùng bash mà thôi. Nếu bạn không biết bạn đang dùng cái gì ấy, thì khả năng cao bạn đang dùng bash, tại vì bash nó là cái shell mặc định của hầu hết các hệ điều hành Linux, trong đó có OS luôn. Khi bạn cài OS là bạn mặc định bạn đang xài bash. Mà để chắc chắn hơn ấy, bạn chạy lại sau echo dấu đô la không thì nó hiện là bash nè, thì bạn đang dùng bash. Còn nó hiện là cái khác á, thì cái khác khác bash á, thì những gì mình nói trong video này nó không đúng nha. Nó có thể không đúng đâu. Chẳng hạn trong đây là máy máy ảo nha, máy ảo đây thì nó dùng bash, còn đây là terminal máy thật của mình. Terminal máy thật của mình thì mình không dùng bash mà mình dùng gsh. Đây gsh đây, thì các bạn có thể thấy là trong cái thư mục home mình không hề có bash oc hay là bash profile gì hết, không có chấm profile luôn. Thì trong trường hợp đó cái cách mà nãy mình nói nãy giờ nó không đúng đối với trường hợp gsoc. Gsoc nó sẽ có login shell và nên login shell khác, quá trình nó sẽ thực hiện khác, thì cái đó mình sẽ nói ở video sau. Còn đây là về bash thôi, các bạn lưu ý. Ok, còn gì không ta? Hầu như là hết rồi á. Đúng rồi, các bạn có thể dùng cái này tác dụng
Chắc mình chưa nói cái tác dụng này, tác dụng của Lock in Shell. Tác dụng của Lock in Shell nãy hình như mình có nói là để thực thi một số lệnh mà bạn muốn chương trình thực thi khi mà đăng nhập vào máy tính á. Thì mình lấy ví dụ một cái chương trình, mình lấy một ví dụ chương trình mình tải một cái gọi là non-lock 5 lock x. Ok, thì cái chương trình này là gì? Cái chương trình non lock x, cái này là một ví dụ nha, chứ các bạn cũng không có quan tâm này lắm. Khi bạn cài OS thì mặc định khi bạn đăng nhập vào máy, các bạn nếu bạn dùng bàn phím á, mà bạn cái bàn phím của bạn có cái dòng, có cái khu vực số ở bên phía bên tay phải á, cái khu vực số mà có chữ năm lốc là 1 2 4, xếp hình vuông hình chữ nhật gì đó, thì đó thì cái khi mặc định khi bạn cài OS thì cái phần đó sẽ bị disable, tức là bạn bấm số nó không hiện số luôn. Các bạn bấm số bên cái phần bên tay phải á, nó sẽ không hiện số như thế này đâu, nó không hiện đâu. Tuy nhiên bạn có thể đúng rồi. Nếu mà bạn muốn bật nó lên thì bạn phải bấm cái nút num lock thì nó mới bật lên, bạn mới thể bấm số bằng cái phím lên phía tay phải được. Tuy nhiên bạn có thể bật cái bàn phím đó, cái khu vực đó mặc định khi bạn đăng nhập vào máy bằng cách chạy câu lệnh này num lock x về được. Bạn không cần phải bấm phím num lock nữa để kích hoạt cái bàn phím số đó. Thì bạn không muốn cứ mỗi lần đăng nhập vào bạn phải chạy như này đúng không? Bạn chạy năm lốc này đúng không? Thì thay vì vậy, bạn sẽ cho nó vào bash profile. Bạn cho nó là năm lốc đây. Đó. Thì khi bạn đăng nhập vào, nó sẽ tự động chạy năm lốc x. Và như vậy bàn phím bạn sẽ tự động bật bàn phím số tự động bật. Và thể bạn nhấn phím được, không có phải bấm nút lock. Đó là một ví dụ nhỏ nhỏ thôi. Còn những ví dụ khác nữa về cái tác dụng của lock and shell của hai cái file này, file bash file và chấm bash file. Một ví dụ nhỏ nhỏ thôi. Đó. Ok. Thì video này là hết. Cảm ơn các bạn.